A few moments later. Trước khi bắt đầu cái video này, mình có một cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Để chúng ta nói rất là nhiều lần về cái việc chúng ta gồng lời như thế nào, bằng những cách ví dụ như chúng ta di cái SL về entry, chúng ta sử dụng một vài chỉ báo để giúp chúng ta gồng lời. Nhưng đối với mình, những cái topic đấy nó đã khá là chán nản, nó đã khá là nhàm rồi, bởi vì ai cũng nói và gần như cái topic thì chủ đề nó gần là giống nhau. Vậy thì điều mình muốn nói trong video ngày hôm nay đấy là cái việc mà chúng ta gồng lời dựa trên cái tâm lý giao dịch để nó cải thiện tốt cái việc đấy hơn. Thì mình thấy rất ít người nói về cái chuyện đấy. Ai nói về phân tích, ai nói về chỉ báo, nhưng để chúng ta làm nào chúng ta giảm thiểu được những cái việc chúng ta FOMO, những cái việc chúng ta hoang mang, chúng ta lo sợ, để chúng ta có thể chúng ta gồng lời được nhiều hơn, chúng ta gồng lời xa hơn, chúng ta gồng lời được dài hơn, thì ít người nói. Thì ở trong cái video ngày hôm nay thì đấy là những cái nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mForex, mình là Minh. Và đây là một cái video nữa mà mình muốn nói về cái tâm lý gồng lời, gồng lỗ ở trên thị trường này. Một cái chủ đề tưởng là cũ nhưng mà nó vẫn luôn là mới đối với tất cả những trader ở trong thị trường. Và cái kết quả tuần vừa rồi các bạn là như thế nào? Các bạn có đang kẹt những cái lệnh nào lỗ nhiều, những cái lệnh nào các bạn đang được cái mức lãi nhiều hay không? Các bạn hãy comment, chia sẻ cho mình biết nhé. Còn đối với mình thì trong tuần vừa rồi mình có hai cái lệnh vàng rất là muốn chia sẻ với các bạn. Nó cụ thể hai cái lệnh đó nó như sau. Đối với cái lệnh đầu tiên, lúc đó là buổi đêm, như các bạn đã thấy nó khá là muộn, lúc 23:55 thì nhìn vào đây chắc hẳn các bạn sẽ thấy được rằng không phải ai làm trader cũng có một cuộc sống như kiểu tự do, một cuộc sống như kiểu trong mơ, tức là muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn đi du lịch, muốn làm lúc nào thì làm. Đấy là về mặt lý thuyết. Còn bởi vì sao? Bởi vì mình đánh theo trường phái an toàn, rất nhiều khi mình phải chờ đợi một cái setup đẹp, một cái sự xác nhận rất là rõ ràng và cầu kỳ của thị trường mới vào lệnh. Và như các bạn đã biết, những cái gì nó ít xuất hiện thì nó sẽ thường xuất hiện vào những cái thời điểm nó khá là chéo ngoe. Ví dụ như ở trong thời điểm này, lúc mà các bạn đang ngủ, lúc mà các bạn đang chuẩn bị những cái công việc cuối cùng trong ngày để giải trí, thì lúc đấy là những cái lúc mà mình vẫn đang làm việc. Và cái lệnh đó thì mình cho rằng là có một cái entry khá là tốt ở quanh khu vực là 1942.68. Và đến ngày hôm sau khoảng 8 giờ thì cái lệnh này của mình đã đạt đến take profit xa nhất của mình với mức lợi nhuận là 108 pip. Vậy thì tại sao mình có thể tự tin vào lệnh buổi đêm, để lệnh qua đêm và để cho nó chạy đến sáng hôm sau, thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên thì như mình đã nói thì mình là một scalp trader, tức là mình sẽ đánh trong khung thời gian nhỏ, và cái khung thời gian để phân tích của mình ưa thích đấy là khung H1, và khung thời gian vào lệnh sẽ là M15 hoặc là M5. Các bạn thể thấy rằng cái xu hướng chính hiện tại là một cái xu thế tăng, khi mà giá liên tục phá qua những vùng kháng cự, tạo thành những đỉnh cao dần và những khu vực đáy cao dần. Nó khá là dễ nhìn rồi. Quan sát kỹ ở khu vực hiện tại các bạn sẽ thấy nhé, ở đây chúng ta có hai cây nến Marubozu rất là mạnh, nó đâm xuống. Vậy theo các bạn, với cái lực nến đỏ rất là mạnh như thế này thì hướng đi của giá nó sẽ tiếp tục là tăng hay là giảm? Theo quan điểm của mình thì đây chỉ là một con sóng hồi xu thế tăng. Tại sao mình có thể nhận định được như vậy? Và đây là kinh nghiệm cá nhân của mình muốn chia sẻ cho các bạn. Các bạn thể thấy rằng mặc dù giá đã sập xuống với mức giá khá là mạnh, nhưng các bạn hãy để ý về phía bên trái. Chúng ta thấy rằng cái lực tăng trước đó nó không phải là một cái lực tăng yếu đâu, khi mà nó có những cây nến Marubozu với phần thân nến tương đối là dài. Chúng ta đều sẽ biết một cái điều rằng nếu giá nó sẽ tăng mạnh thì cái việc giá nó sẽ giảm mạnh là một cái điều hoàn toàn là bình thường. Nhưng cái xu hướng chính hiện tại ở đây nó đang là cái xu hướng tăng, và các bạn để thấy là cái chuỗi tăng ở đó vẫn là một chuỗi tăng nó tương đối là dài. Thì những cái nhịp giảm này so với toàn thể cái con sóng tăng này nó không phải là một cái vấn đề nó quá là lớn. Nó chỉ là một cái nhịp để nó bao phủ lại, nó che phủ lại toàn bộ cái nhịp tăng ở trong cái giai đoạn ngắn này mà thôi. Đấy chính là lý do mà mình thấy rằng cái lực tăng và cái lực giảm nó đang cân bằng nhau. Và nhìn vào đấy, một lần nữa mình muốn nhắc lại cái xu hướng chính đó là xu hướng tăng, thì mình nhận định đây nó chỉ là 6 hồi, nó không có gì nó quá là đáng sợ cả. Và chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ tại đây khi mà giá liên tục phản ứng khá là nhiều. Và từ cái vùng hỗ trợ này, giá nó bật lên tương đối là mạnh. Thế nên là mình nhận định rằng khi giá tiến về vùng này thì nhiều khả năng nó sẽ tăng lên. Chính vì thế ở đây chúng ta sẽ canh một cái lệnh mua lên tại đây. Và các bạn sẽ nhớ nhất đây chúng ta sẽ canh một cái lệnh chúng ta sẽ mua. Và đến thời điểm hiện tại thì mình khá là hạn chế, mình sẽ đặt một cái lệnh limit. Bởi vì mình muốn vào trong một khung thời gian nhỏ hơn để mình tối ưu được những cái điểm vào lệnh của mình. Chứ mình không muốn là đặt cái lệnh limit, bởi vì có thể nó sẽ quét qua cái lệnh limit của mình và nó sẽ làm lỗ của mình một chút, xong sau đấy nó giá mới đi lên. Và mình luôn muốn là những cái gì nó chỉn chu và những cái gì nó chính xác, nên mình vào trong khung thời gian nhỏ mình tìm kiếm một entry nó sẽ tốt hơn. Và ở trong cái khung này thì mình sẽ sử dụng đấy là khung M5. Và như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ phải logic và chúng ta phải linh hoạt với thị trường. Đấy là gì? Là khi bạn thấy có những cái đợt tăng và những cái đợt giảm mạnh của thị trường mà chúng ta muốn bắt được những cái dâu đến những cái điểm đảo chiều, những khu vực đấy, thì chúng ta có một cái setup mà mình tin rằng tất cả những trader cổ điển đến thời điểm hiện tại vẫn đang dùng đấy. Chúng ta sử dụng Stock RSI và chúng ta sử dụng Bollinger Band. Nếu xem đến đây mà các bạn quên mất là Stock RSI là gì hoặc là Bollinger Band là gì thì mình đã làm những cái video khá là chi tiết về hai chỉ báo này. Nếu các bạn muốn xem lại thì mình sẽ để link cho các bạn ở trong phần mô tả hoặc là các bạn bấm ở trên màn hình. Còn mình sẽ vẫn dành cái thời gian để mình nói qua một chút về cái chỉ báo này. Đối với Stock RSI thì đây là một chỉ báo dao động để theo dõi cái trạng thái là quá mua và quá bán của thị trường. Và nó gần giống như cái chỉ báo RSI mà chúng ta thường dùng. Điểm khác nhau ở chỗ đấy là nó sẽ nhạy hơn cái RSI một chút. Thế nên là chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta sẽ có tín hiệu nó sớm hơn RSI, nhưng bù lại thì có thể là cái khả năng nó sẽ không cao được bằng RSI. Đấy chính là lý do tại sao ở đây mình cần kết hợp với một chỉ báo khác, đấy chính là Bollinger Band để tăng được cái xác suất chiến thắng của lệnh này. Vì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái chỉ báo nó báo cho mức là có mua có bán, và một cái chỉ báo nó cho chúng ta thấy là cái đường biên của thị trường. Kết hợp lại thì chúng ta sẽ có một setup hoàn hảo để bắt đánh và bắt đỉnh. Cụ thể hơn thì mình sẽ nói cho mọi người, đấy là chúng ta sẽ quan sát cái chỉ báo Bollinger Band này trước, thì chúng ta phải thấy rằng có hai cái nến đóng cửa ngoài cái band dưới của cái giải băng Bollinger Band này, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái lực bán đang đẩy ra rất là mạnh, và mình sẽ chờ một cái tín hiệu của phe mua tham gia vào thị trường. Thì cái tín hiệu phe mua ở đây chúng ta sẽ đợi một cây nến xanh và nó đóng vào ở trong cái lòng của Bollinger Band đó, chứ nó không còn ở ngoài, thì chứng tỏ là cái lực mua nó đang bắt đầu, nó đang xuất hiện. Và đây thì có một kỳ chỉ báo kết hợp như mình đã nói, mình sẽ dùng Stock RSI, và Stock RSI ở đây nó đang trạng thái là quá bán. Và các bạn thấy hai cái đường mà phần trăm K, phần trăm D nó đang cắt dần lên nhau. Và thậm chí ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng tổng hợp của hai cái tín hiệu vừa rồi sẽ cho chúng ta thấy rằng là phe mua đang nhảy vào trong thị trường. Thứ hai, đấy là chính là xu hướng chính đang là xu hướng tăng và giá đang đỡ được bởi một cái vùng hỗ trợ quan trọng. Thứ ba là chỉ báo Bollinger Band cho trạng thái là quá bán. Thứ tư là Stock nó đang xác nhận cắt lên cho một tín hiệu mua vào. Chính vì vậy mình sẽ đặt một cái lệnh mua lên ngay tại cây nến này, và stop loss là cách nó đâu đấy chỉ khoảng 30 pip. Mức take profit mình sẽ đưa ra tương ứng mức RR là 11, 12 và 13. Nó sẽ là khoảng 30 pip, 60 pip và 108 pip. Tại sao TP cuối cùng mình lại đặt để sai như vậy? Đó là cái vùng ngay trước cái đỉnh cũ tại khu vực này. Khi các bạn đặt take profit có thể dễ dàng đặt take profit hơn. Và các bạn hãy theo dõi cùng mình xem giá chạy tiếp như thế nào nhé. Và mình chờ đợi lệnh này trong một đêm để có thể đạt được TP3 với mức lợi nhuận là 108 pip. Và đấy chính là lý do tại sao mình tự tin vào cái lệnh đó. Bởi vì mình tin vào những cái gì mình phân tích, mình tin vào những cái gì mình nhận định, và mình tin vào những cái đường đi của thị trường sẽ đúng như những cái gì chúng ta sẽ kỳ vọng. Đối với cái lệnh thứ hai thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 thì mình có vào thị trường, mình tìm thấy một cái entry sell vào mức giá là 1978.79. Và một lần nữa như các bạn đã thấy thì đối với những công việc khác có thể 8 giờ thì các bạn vẫn đang có thời gian để bạn đưa con đi học, các bạn ăn sáng. Nhưng mà đối với trader thì gần như khi nào thị trường nó có tín hiệu thì các bạn phải bắt kịp theo những cái tín hiệu đó. Và một lần nữa lúc này là 8 giờ sáng. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích trên khung M15. Thì mình thấy rằng cái xu thế hiện tại đang là một xu thế tăng khi mà giá nó phá vỡ cái khu vực mà đỉnh cũ tại đây. Các bạn sẽ thấy rằng có cái vùng giá đang tranh chấp khá là mạnh khi mà xuất hiện rất nhiều gây nến rút râu tại cái khu vực này. Đây là một cái vùng mà phe mua và phe bán đều đấu tranh rất là quyết liệt, nên mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không nên giao dịch tại cái vùng này bởi vì nó rất dễ bị stop loss. Tuy nhiên mình lại vẽ được một cái vùng trendline tăng tại đây. Tức là mặc dù hai phe đang đấu tranh quyết liệt nhưng mà phe mua đang có ưu thế hơn một chút khi mà cái trend tăng này nó tạo ra những cái đáy nó cao dần. Thế nhưng khi mà cái trendline này bị phá vỡ thì mình tin rằng phe mua đã thất bại, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một con sóng hồi. Chính vì thế khi mà giá nó hồi gần về vùng kháng cự này thì mình sẽ canh vào một cái lệnh bán ở quanh cái khu vực này. Và các bạn sẽ thấy được ở đây nó sẽ xuất hiện một cái nó gọi là cái áp lực mua và bán thị trường để nó đẩy giá nó nhốt vào ở trong một cái mô hình tam giác. Còn cụ thể cái áp lực của thị trường cũng như là sức ép từ hai phía của một cái tam giác đó thì mình sẽ nói rõ hơn ở trong video lần sau. Và như thường lệ thì mình sẽ vào khung M5 để mình tối ưu hóa được cái entry của mình. Thì đầu tiên với Bollinger Band nó cũng tương tự thôi, có cái cây nến xanh các bạn tìm kiếm những cái sự đóng cửa phía bên ngoài của giải Bollinger Band, và tiếp theo chúng ta có một cây nến pin 3 thể hiện là áp lực ngược lại nó đang đẩy giá đi vào trong lòng của cái cây nến Bollinger Band. Đối với RSI thì nó cũng khá là đơn giản để các bạn nhìn thấy được là chỗ đường phần trăm K, phần trăm D nó cắt xuống cho cái tín hiệu bán. Chính vì thế thì một cái lệnh sell limit mình thấy ở đây nó khá là hợp lý, stop loss ở trên cái vùng kháng cự. Và take profit thì đặt những cái mức là RR là 123, nhưng bạn đã thấy ở cái mức là 30 pip, 60 pip và 85 pip. Và các bạn cùng mình theo dõi tiếp cái hướng đi của giá nhé. Và sau đó thì đến buổi chiều cái lệnh này đã đạt được cái take profit xa nhất của mình. Và đến đây thì nếu các bạn tinh ý thì bạn sẽ nhìn thấy được là nó có một cái điểm chung giữa hai cái lệnh này của mình. Đấy là hai cái lệnh này nó đều gồng được đến mức take profit nó là xa nhất. Vậy thì làm thế nào để mình có thể gồng hai lệnh này đến mức take profit xa như vậy? Có thể rất là nhiều các bạn nói là cái lệnh 100 pip này nó không là gì, 100 pip nó quá là ít, đúng không? Nhưng có thể là chúng ta sẽ thấy được là để các bạn gồng được 200 pip, 300 pip, thậm chí 1000 pip thì ít nhất là các bạn phải gồng được 50 pip, các bạn phải gồng được 100 pip đã. Và thực tế là ở trong thời điểm hiện tại là đã bao giờ các bạn có một cái lệnh các bạn gồng mắc binh đến được 100 pip và các bạn gồng được nhiều lệnh như thế hay chưa? Nếu các bạn có nhớ thì trong vài video gần đây mình có nhắc về vấn đề gồng lệnh và một số cách để gồng lời thì mình đã chia sẻ, ví dụ như quản lý vốn hoặc là rời điểm dừng lỗ. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ nói nhiều hơn và mình rất thích chia sẻ nhiều hơn, đấy là cái vấn đề tâm lý giao dịch như thế nào để trong cái quá trình nó gồng lời nó sẽ đạt được tốt nhất. Và tất cả những cái việc như là quản lý vốn, còn rồi stop loss về entry, rồi stop loss về dâu nến các thứ là những cái điều mà mình thấy ai cũng nói và ai cũng đã hiểu những cái điều đó rồi. Nhưng về tâm lý ở trên thị trường để làm nào để gồng thì mình thấy không có một ai nói. Thì đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay. Tâm lý giao dịch thì ám chỉ tất cả cái cảm xúc, cảm giác và hành vi của một cái trader khi giao dịch ở trên thị trường. Và cái cảm xúc là một cái yếu tố quan trọng thúc đẩy trader đưa ra quyết định vào lệnh. Thông thường thì cái tâm lý giao dịch bao gồm cảm xúc cả tiêu cực và một cảm xúc tích cực. Và cái trạng thái mà các trader thường xuyên gặp phải mà mình thấy nó cũng đúng, đấy chính là những cảm xúc là tiêu cực. Và hai cảm xúc chúng ta cần phải chú ý, đấy chính là cảm giác là tham lam và sợ hãi. Cảm xúc nó sẽ chi phối chúng ta trong việc là gồng lãi và gồng lỗ. Ngoài ra thì nó còn tạo nên cái sai lầm như là các bạn đưa ra cái đòn bẩy nó lớn này, các bạn bất chấp các bạn mua, các bạn bán để gỡ lại cho những cái lệnh cũ này. Rồi các bạn mua, các bạn bán nó linh tinh, các bạn loạn xạ bởi vì các bạn không có kiến thức hoặc các bạn đang quá là tham. Không phải tham vì tiền đâu nha, mà các bạn đã có một cái gì để tham thôi thúc cho các bạn vào lệnh. Và hầu hết thì chúng ta đưa ra những quyết định khá là khó hiểu dựa trên những cảm xúc đó. Và mình sẽ phân tích kỹ hơn hai cảm xúc mà các bạn sẽ thường gặp ở trong quá trình giao dịch. Đầu tiên đấy chính là tham lam, và đây là cảm xúc khi mà lệnh của các bạn đang lãi thì các bạn sẽ muốn giữ lệnh với hy vọng rằng nó sẽ lãi được nhiều nhất có thể. Và các bạn biết đấy, một cái điều nó sẽ xảy ra để lòng tham để nó khó có cái điểm dừng. Thế nên đó là lý do vì sao nhiều trader không chốt lệnh khi đủ số lãi mà vẫn muốn gồng thêm. Ngoài ra lòng tham còn thúc đẩy trader liên tục mở vị thế mới. Thông thường thì cảm xúc này xuất hiện khi mà cái thị trường đang tăng trưởng rất là mạnh. Vậy thì dừng lại đấy một chút là tại sao chúng ta nói về câu chuyện là gồng lời, nhưng mà chúng ta đang nói là đóng lệnh khi đủ số pip, đúng không ạ? Thì cái vấn đề ở đây mình đang nói đấy là gì, là các bạn có thể set những cái mức TP nó phù hợp thôi. Ví dụ các bạn thấy như mình ở đây mình đặt mức TP 100 là nó phù hợp bởi vì khớp với những khu vực đỉnh cũ, những khu vực đáy cũ. Và những cái mức RR nó sẽ chỉ rơi cái mức là 13 là những mức phù hợp. Còn đối với rất nhiều người mình thấy, mình không ý chê trách nhưng mình không có ý là mình ủng hộ cho việc đấy. Là chúng ta đi tìm những cái setup với những cái RR là 110, 120 và các bạn rất là tự hào về chuyện đó. Thì mình nói đúng, những cái chuyện đó nếu làm được nó sẽ rất là tự hào. Nhưng mà đối với mình thì những cái mức TP đối với những người mới mình nghĩ là khoảng 1.3 nó sẽ là mức nó phù hợp. Còn nhiều khi nó xa quá chúng ta sẽ không gồng được, thực sự là như thế. Tiếp theo là cảm giác về sợ hãi, thì đây là cảm xúc ngược lại. Khi mà cái lệnh của chúng ta đang lãi thì chúng ta sợ rằng giá nó sẽ quay trở về entry, cái điểm chúng ta vào lệnh, làm mất đi toàn bộ số lãi mà chúng ta đang có. Thì điều này khiến chúng ta khó có thể gồng lời. Còn lệnh đang lỗ thì chúng ta sẽ hoảng loạn và cắt lỗ sớm mặc dù giá nó chưa chạy take profit. Chính vì thế đây là một cái điều mình thấy rất là nhiều các bạn gặp phải, bởi vì các bạn luôn đưa ra một ý tưởng các bạn muốn SL với entry bất chấp giá nó đang chạy như thế nào. Nhưng mà nhiều khi như mình đã nói thì chúng ta sẽ cần phải đánh đổi một cái gì đó, chúng ta phải có một cái không gian để đủ cho cái giá nó sẽ chạy. Vì nhiều khi chúng ta chắc chắn quá thì chúng ta sẽ không được cái gì cả. Vì giá thường nó sẽ quay trở về, nó hit cái SL của bạn ở entry, sau đấy thì nó sẽ mất cái lệnh, các bạn sẽ hòa. Còn nếu các bạn để nó rơi ra một chút, các bạn để âm 10 pip và để nó âm 15 pip thay vì âm 30 pip lúc đầu thì giá nó vẫn còn đủ cái khoảng trống để nó chạy, và nó sẽ vẫn còn cái đà của nó để nó có thể nó lên tiếp. Thì như thế đấy sẽ một cách nó sẽ tốt hơn, và như mình đã nói sẽ tùy trường hợp, có những cái trường hợp chúng ta nâng SL về entry, có những trường hợp chúng ta nên nâng SL về mức âm 10, âm 15 hoặc là âm 20, chúng ta sẽ nâng lên dần. Và cụ thể về cái mặt kỹ thuật thì mình sẽ dành cái thời gian ở trong video khác để mình sẽ chia sẻ với các bạn. Vậy thì nói gì thì nói, trong mỗi cái lệnh giao dịch các bạn, hai cảm xúc này nó luôn song hành với nhau và nó chi phối các quyết định của các bạn, như là vào lệnh, chốt lệnh hay là ngừng lệnh. Chính vì thế nó sẽ rất là khó để loại bỏ hoàn toàn cái cảm xúc này. Trong cái cuốn sách nổi tiếng là Trading in the Zone của Mark Douglas có nói, nếu các bạn muốn giao dịch như một chuyên gia và chiến thắng trong mỗi giao dịch thì giải pháp nó nằm ở trong tâm lý chứ nó không phải trên thị trường. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào có thể giảm thiểu tối đa cái tâm lý trong quá trình giao dịch? Và đây là một cái điều mình thấy thực sự rất là yếu kém đối với những cái bạn trader mới ở trong thị trường. Còn cái câu chuyện của bản thân mình chia sẻ đấy là mình có thể gồng lời hai cái lệnh vừa rồi nó khá là đơn giản. Đấy chính là mình có kiến thức, thì từ cái việc có kiến thức mình đưa ra được những cái nhận định, những cái phân tích mà mình cảm thấy nó có nhiều cái yếu tố ủng hộ cái việc vào lệnh của chúng ta. Và sau đấy thì các bạn sẽ tự tin với cái lệnh các bạn sẽ vào, và hiển nhiên sau đấy nó sẽ làm các bạn có thể đặt lệnh và bạn sẽ quên nó đi, đúng không ạ? Quên, mình nói đúng theo cái nghĩa đen ấy, tức bạn vào lệnh và bạn sẽ để cho giá nó chạy. Ví dụ như ở cái lệnh vàng đầu tiên của mình thì thời gian vào lệnh của mình nó khá là khuya, tầm 12 giờ đêm. Mình vào lệnh như vậy thì mình sẽ chịu rủi ro đấy là khó quản lý được về mặt thời gian, bởi vì mình sẽ chắc chắn mình sẽ đi ngủ. Tuy nhiên nó sẽ có cái mặt tốt đấy là mình tránh được hoàn toàn cái rủi ro về mặt tâm lý, tức là việc mình liên tục mình xem biểu đồ. Và khi mà mình đi ngủ thì mình đã tắt điện thoại, tắt sóng, tắt toàn bộ những cái mà có khả năng lúc mà tỉnh dậy mình có thể xem được giá ngay lập tức. Nếu các bạn để sóng điện thoại, các bạn để điện thoại nó vẫn chạy thì khi các bạn mở điện thoại ra, các bạn chỉ cần để vân tay thì hiển nhiên các bạn sẽ vào cái app đấy, các bạn xem ngay. Và khi các bạn xem thì cái giấc ngủ của bạn nó sẽ mất, và các bạn cứ liên tục bạn chập chờn như thế. Và một khi các bạn chuyển luôn cái điện thoại bạn về chế độ máy bay hoặc bạn tắt cái điện thoại đi, thì khi mà kể các bạn có giật mình, các bạn tỉnh dậy trong đêm thì để mở lên cái điện thoại nó sẽ tối sẵn, phải khoảng nhanh hơn thì khoảng 1 phút. Nói chung đến lúc ấy các bạn cũng đủ chán để các bạn không xem lệnh đấy rồi. Thì mình nghĩ về cái mặt thời gian trong cái lệnh đầu tiên nó ủng hộ cho việc mình quên đi. Còn đối với cái lệnh thứ hai thì cái lệnh để đặt vào buổi sáng, thì vào 8 giờ sáng thì nó cũng như cái lệnh một thôi, nó bắt nguồn từ việc các bạn có kiến thức nó đủ và kiến thức nó vững. Thì sau khi đặt xong thì các bạn hãy để cho SL với TP như mọi người đã nói là làm cái công việc của nó, và mình quay ra mình dành thời gian mình làm những công việc khác, những công việc mà hàng ngày của mình mà mình chưa làm được. Ví dụ như buổi sáng thì mình dành thời gian chơi với con, bởi vì buổi tối mình khá là bận. Rồi sau đó thì mình trả lời tin nhắn của các bạn, quay video và những cái việc như vậy. Các bạn sẽ thấy được một điều nhé, là gì? Khi các bạn tập trung, các bạn liên tục nhìn vào đồ thị, các bạn sẽ thấy thời gian trôi đi rất là chậm. Một tiếng các bạn thì quay vào, bạn nhìn đồ thị 5 lần, 10 lần, thậm chí 20 lần, cứ mỗi phút các bạn lấy ra bạn nhìn một lần. Nhưng khi các bạn tập trung vào những công việc khác ấy, thì thời gian nó trôi đi rất là nhanh. Các bạn làm việc thì quay lại nó hết một buổi sáng rồi. Và chính cái việc mà nó ít nhìn biểu đồ thì nó sẽ giảm được cái rủi ro các bạn thao tác linh tinh, mình tạm gọi từ linh tinh nhé, việc cắt lỗ, việc chốt lời sớm ở trong quá trình giao dịch. Và đến buổi chiều thì lại mình đã đạt được take profit theo như đúng cái nhận định của mình. Và đấy là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ thêm những kinh nghiệm của bạn trên thị trường. Và để xem những video khác của mForex thì vui lòng hãy bấm chuông và đăng ký mForex. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.